Ngày nay thì vẫn là biết chữ rồi, nhưng mà lâu rồi không học, sợ học. Lâu rồi sách thì không đọc, lớp học thì không theo. Đấy, thế là ngày nay, cái sự học ngày nay á, để biết được cái quy trình, để biết được các thứ ấy. Ngày xưa biết tri thức là đọc, viết, xem, thực tập rồi về làm. Thế còn ngày nay là chỉ có mỗi, ngày nay chỉ còn có mỗi xem với nghe. Xin chào các bạn. Xin chào. Sẵn sàng tối nay chưa? Tối nay chủ đề ma xui quỷ khiến này. Ma dẫn lối quỷ đưa đường như thế nào đấy? Satan soi rọi. Đúng không? Tà ma chỉ giáo ấy. Ở cái thời đại đạo thì cao một tấc, ma thì cao một trượng. Sống ở cái thời đại ma. Đạo cao một tấc, ma cao một trượng. Rồi. Chúng ta cảm thấy bầu không khí ngột ngạt. Chúng ta cảm thấy khó thở. Quá. Thời của tôi á, hôm nào mà bố tôi nói là hôm nay 37 độ là lo lắm, choáng lắm rồi. Là choáng lắm rồi. Đúng không? Đấy. Vậy mà bây giờ có những hôm nó đến 50 mấy độ. Hồi xưa những câu chuyện đấy là nghe những câu chuyện ở chơi ở sa mạc, ở châu Phi và sa mạc, bây giờ đến Việt Nam rồi thì theo các bạn là gì, bạn cảm thấy khó thở, bầu không khí ngột ngạt và ô nhiễm, có phải do cạnh tranh không, cái áp lực, bạn cảm thấy cuộc sống áp lực đấy là do cạnh tranh không? Thì hôm qua tôi đã nói về chủ đề cạnh tranh không lành mạnh và cạnh tranh lành mạnh. Ở thời đại xu thế toàn cầu hóa và xu thế hội nhập, nó không có chỗ cho kẻ yếu và nó không có chỗ cho những kẻ ngáo ngơ, kể cả ngáo ngơ bị đơ đơ, đúng không? Mà không biết dùng điện thoại, smartphone, không dùng máy tính thì đúng là bỏ rơi rồi, ở ngoài dòng thời đại rồi. Thế còn bây giờ cái công nghệ nền tảng nó phát triển, nó tạo ra những cái nền tảng như Facebook, nó tạo ra những nền tảng như TikTok, nó tạo ra những cái nền tảng như YouTube, đấy, nó tạo ra những cái nền tảng công nghệ nền tảng. Internet là công nghệ nền tảng đấy. Thế thì bây giờ tiền bạc nó lên trên Internet, người ta có thể khởi nghiệp trên Internet, người ta có thể kiếm tiền trên online, bán hàng trên online, học phát triển bản thân trên online, tổ chức kinh doanh trên online, nhưng mà chúng ta lại dùng nó chủ yếu là để xem, đúng không? Để mấy cái nhảm nhí trên online và để giải trí. Và có nhiều người nói rằng chủ trương của tôi là không chơi Facebook, đúng không? Người vô công rồi nghề lên chơi Facebook. Thế thì hôm nay tôi sẽ cho các bạn xem, tôi sẽ cho các bạn xem nhé. Tối hôm nay là chúng ta chia sẻ cùng chia sẻ chủ đề tối nay không? Ma dẫn lối quỷ đi đường ở đâu? Cái áp lực như làm sao đây? Nó đổ xuống đời con cái chúng ta, nó làm là ly gián cha mẹ con cái ngay giữa ngôi nhà của mình, nó làm như là lạc trôi giữa dòng đời, lạc trôi giữa dòng tộc. Chủ đề lạc trôi. Vào năm 2002, khi mà tôi làm việc cho các cái tổ chức phi chính phủ và công ty nước ngoài, thì tôi dùng cái điện thoại Motorola mà nó gập đấy, nó gập như con trai trai, nó có cái anten dâu dâu ấy, được màu đen ấy. Rất kinh. Sau đó cái đấy nó hỏng thì tôi dùng sang cái xi men, nó như cái cục gạch ấy, nó cong cong ngỡ nẻo ấy, xi men đấy. Đấy, thế rồi lúc mà tôi dùng Motorola cũng vậy. Nhà tôi vào cái vùng dân tộc, mấy bác hỏi bác sĩ Cương có cái gì đấy, vẫn đến hình đang lách trách gọi là điện thoại đấy. Không có dây ở cũng gọi được á, những đồ chơi này cũng gọi được á, gọi được sao mà gọi được, gọi xuống Hà Nội được không, gọi được, gọi sang Mỹ cũng được. Không, chứ mình mượn cái thế thế làm gì đây, đang gửi thư cho nhau đâu, ôi viết ra chứ, gửi tin cho nhau đi, gửi thư đấy, nhận được luôn, nhận luôn, đọc luôn, gửi xuống Hà Nội, gọi sang Mỹ cũng được. Ôi nhảy nhé, thật không á?
Thế cho mình mượn một cái, mình gọi ngay ra chỗ nhà con gái mình, ngay chỗ cổng ủy ban này thôi. Đó. Gọi chỗ cổng, chỗ cái cổng ủy ban ngay đây thôi, gọi rất gần. Thời đấy là rất hay bị người ta mượn điện thoại để gọi cho gần ngay đây thôi. Đấy, chứ người ta không nghĩ là nó lên vệ tinh rồi nó mới xuống. Nên là người ta bảo gọi rất là gần. Đấy, chứ người ta không hề nghĩ là hai cái điện thoại ngồi cạnh nhau gọi. Mà hồi đấy cứ một cú điện thoại là ú ớ là mất bát phở. Đúng không? Mất 5.000 rồi đi toi bát phở. 3.000 bát bún sẵn sáng rồi. Mà có khi gọi mất 5.000. Người ta mượn là gọi ngay đây thôi. Xong gọi nó tè tè tét. Ôi giời, bác sĩ vui tính. Gọi ngay chỗ này cũng không gọi được nữa. Thế mà bảo là gọi xuống tận Hà Nội. Không biết giải thích cho ông như thế nào mà gọi ngay ra cổng ủy ban không được mà bảo không tận Hà Nội được. Đấy thì vạn vật nó phát triển nó theo cái quy trình gọi là cổ linh tinh quái. Vạn vật nó đi theo cái quy trình cổ linh tinh quái. Đầu tiên là nó cổ lỗ sĩ. Cổ lỗ sĩ là chạy về truyền tin cho nhau marathon, chạy về báo tin chiến thắng, chạy 40 km về gục xuống chết, báo xong tin chiến thắng thì chết. Đấy. Đến xong đó thì gọi là điện thoại bàn quay số cho chật chè, giật chật nhé, giật nhé. Đấy, rồi chật 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 nhé. Xong rồi, tôi ra bệnh viện làm cách nhà hơn 7 km. 7 km. Và tôi có cái điện thoại kéo dài, kéo cả đằng tiền đến chút 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 và gọi. Là bệnh nhân nhìn bác sĩ Cương ngưỡng mộ. Rồi tôi cài kè kè ở cặp quần, tôi về tôi đi qua đường dây, tôi rơi mất. Có một bà ở cái làng ung thư, bà đi xay lúa, gánh thúng lúa bà nhặt được. Thì bà sợ là của gián điệp hay cái gì, nhưng nó lạ. Thì bà vùi nó vào thúng lúa bà giống. Xong bà lên bà báo ủy ban. Đấy, bà báo ủy ban, thì có người người ta biết. Thế bắt đầu mới bấm nó kêu về mấy cái, kêu chớp 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 chớp, thì tôi trả lời. Thế xong thì ra là trả lại cho tôi. Đấy, thì đấy là lúc là cổ hơn là cổ, đầu kia là cổ, xong nó linh hoạt hơn đúng không? Nó không có cái dây vướng mà nó đi được như thế, gọi là linh hoạt hơn. Thế xong bắt đầu ra đến cái Motorola gặp vào để gọi đấy, đấy là nó tinh xảo hơn. Thế còn bây giờ nó quái rồi. Nhé các bạn comment đi, cổ linh tinh quái. Đấy, bây giờ nó quái đản chưa? Ngồi ở đây này, ta ngồi ở châu Âu đây, vươn vòi bạch tuộc, dùng internet của vệ tinh, dùng internet của tàu biển. Đang ngồi ở châu Âu. Ngồi sát với biên giới Ukraine, no, biên giới Czech Slovakia. Đấy. Đấy, thế thì là vươn ra khắp thế giới, vươn ra khắp địa cầu. Tiền chạy chất trên internet này. Nên là nó vạn vật đi theo cô y luật cổ linh tinh quái. Thế nên lúc mà nó quái gì, nó kiếm tiền ảo, nó kiếm tiền ở trên internet rồi mà chúng ta vẫn lọ mọ. Không? Cắm cổ không? Thì đây là chúng ta đang cổ lỗ sĩ quá thì chết nhé. Cổ linh tinh quái, suy nghĩ về cái quy trình của vạn vật nó sẽ phát triển theo cổ linh tinh quái. Thì các bây giờ thấy ông bà nội ngoại cổ lỗ sĩ chưa, ở các vùng quê cổ lỗ sĩ chưa, đấy làm ăn lọ mọ rồi cổ lỗ sĩ chưa, đúng không? Thế thì hôm nay tôi sẽ nói vào trong cái bài hôm nay để các bạn chia sẻ nhé, chia sẻ live stream này tác tên những người bạn vào. Hôm nay nó sẽ giải mật mã là tại sao có những người lên đây không nghe được. Nghe một lúc nó phân tâm, không tập trung được để nghe tôi nói cái gì. Và có đứa nó ẳng ở đây, nó bảo là nói lên thiên, nói dài dòng chả thấy đi vào chủ đề gì. Đấy, tại sao ạ? Tại vì hôm nay sẽ được giải mã hết. Và tại sao là mất con cái, mất dòng tộc, bị lạc trôi. Lạc trôi giữa dòng đời, bị nhấn chìm giữa dòng đời, bị lạc trôi khỏi dòng tộc. Đấy, không định hình định dạng được nữa. Cổ linh tinh quái nhé, chứ không phải quá tinh quái. Đấy, thì hôm nay tôi cái chủ đề hôm nay đây, chúng ta sẽ giải cái mã sự khác nhau và giá trị giữa xem, nghe và đọc. Đấy, nhà giữa xem, nghe và đọc. Và những cộng đồng chả có gì để xem, chẳng có gì để nghe, chẳng có gì để đọc. Chúng ta đều biết là gì, cái cộng đồng mà không có gì để xem, cũng chẳng có gì để nghe và cũng chẳng có gì để đọc thì là cộng đồng lạc hậu, cộng đồng tụt hậu. Đấy, thế còn chúng ta thì nhà có tivi, bây giờ tivi mà cong cong một tivi, màn hình lớn, màn hình phẳng, rồi màn hình cong, thế là cả nhà suốt ngày bà cũng ngồi xem, đúng không? Đấy, xem YouTube, xem TikTok, đúng không? Thế thì là vặn não vì những lời thầy nói. Nhưng mà rất tiếc là có nhiều người vào đây không thể nghe được một lúc. Tại vì họ xem quen rồi, họ không quen học, nó sợ học lắm rồi. Học hết văn hóa lớp 12, có người thì học hết lớp 7, có người học hết lớp 9 xong không học.
Thế học hết đại học cũng thế, là viết sứ bằng đại học đấy. Thế là sợ học, hôm trước tôi nói về ghê học, sợ học, xù học. Thì đây tôi sẽ quay lại cái quy trình học cổ. Cổ xưa thì cái sự học nó bắt đầu, đấy, chữ xưa bạn việc comment đi, xưa, xưa học bằng đọc và viết, rồi mới đến xem, rồi mới đến tập làm, rồi làm. Đấy, cái quy trình cổ xưa ấy, là bạn thấy là gì ạ? Học nghề gì cũng thế thôi, học gác ghi, học đường sắt, học thương mại, học kế toán, học y, học dược, học khỉ gió gì thì cũng là đọc. Đấy, lúc bé là học tập đọc, xong rồi cầm tay nhau tập viết. Đấy, thế đến lúc lớn biết đọc biết viết rồi thì đi học, thì thầy cũng đọc cho mà chép bài ở trên, đúng không? Thế, đọc, rồi học trò thì viết, viết xong rồi này, như bác sĩ này, đọc xong rồi viết xong này. Đấy, chẳng hạn bắt đầu vào, vào cửa cái thì chúng tôi có thầy giáo, có thầy giáo, thầy dạy môn truyền nhiễm, thầy vào cả lớp tưởng thầy bị ho. Đấy, thầy tiến về phía bảng nhặt viên phấn viết chữ ho gà. Đấy, hôm nay học ho gà. Đấy, thế là một La Mã là gì? Chúng ta bắt đầu thầy sẽ viết về khái quát về ho gà. Đấy, hai La Mã là gì? Triệu chứng. Một nhỏ là khởi phát, vân vân vân. Thế thì thầy sẽ đọc về ho gà, thầy sẽ viết về ho gà, đúng không? Thầy sẽ viết lên bảng và chúng ta chép lại. Sau đó thì chúng ta đi, chúng tôi đi ra bệnh viện để xem các thầy khám bệnh, nhìn sờ gõ nghe như thế nào. Đấy, xem, xuống phòng giải phẫu để xem. Lần đầu tiên tôi thấy đầu lâu, tôi hỏi thầy ơi, sao nó giống thật thế? Thầy bảo thế mày nghĩ nó là cái gì? Em nghĩ nó là giả. Nóng. Thế bảo thật đấy. Tôi buông cái đầu lâu xuống, tôi vã mồ hôi ra. Thế lần đầu tiên tôi vào nhà mổ, tay tôi rất khéo, thế tôi có thể làm bác sĩ thẩm mỹ được, tôi mổ rất khéo. Nhưng lần đầu tiên tôi vào nhà mổ thì cái trò mà mổ bụng, nhìn thấy phóng trường, ruột gan lòng phòng đấy thì nó như mổ lợn đấy, thì không ghê. Đấy, thế nhưng mà vào đi tiếp, vào cái, theo các anh chị vào tiếp cho các thầy phụ mổ vào. Vào lúc đấy lần đầu vào thì xem đấy, cùng lắm là được thầy sai đưa kéo đưa gì đấy là tốt lắm rồi. Đấy, nhưng sau mãi sau thì mới được tiếp, được xe chỉ luôn cái này là cặp bông băng rồi mới đưa cho thầy. Nhưng lần đầu vào mới nhìn thấy thế là nhất là cắn cái tay, có khi chỉ cắn một ngón tay gặm khọt 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 đấy. Mà lần đầu tôi chui vào thì lại mổ cái ông gãy đùi, nên là rạch nằm nghiêng chân co chân duỗi, xong rạch cái đùi rồi không có đồ gì. Các thầy lấy cái băng xô, các thầy khẹt cặp vào cái đầu nửa gãy đằng này, khẹt một ông lôi vảnh ra giữ cho nó vênh ra ngoài đấy. Xong rồi bắt đầu bên kia lại khẹt thế nào rồi lấy cái nó như thanh sắt cóc nhe, nó như thanh sắt chữ U ấy, nó bé này, cái đinh ấy đóng quạch vào cái lỗ gãy của nó, cái lỗ ống xương tủy ấy, đóng quịch lên đằng mông đít. Thế xong nó tục thùng ra ngoài, chối xương nó thò ra ngoài, xong nó nhù ra mông đít, lồi ra đấy, thế rạch một cái cho nó lôi ra, nó có cái móc cho nó khuy vào, gõ quạch luôn lên trên đấy, xong rồi ấn vào gõ khảo quạch cho nó xuống cái nửa gãy đằng kia, để cái đinh nó nằm ở giữa trong ống tủy. Đóng, hay vào nó không vừa, là ai tút ra, lại lấy cái khác quá, lôi ra lôi vào, nó nát tủy người ta ra trong thế. Mà mẹ, nó nóng, trong nhà mổ mùa hè, có điều hòa rồi nó vẫn nóng, vì lao động, cưa kéo, cưa kết mà cưa đục nó như của thợ mộc, cắt khọt. Các thầy còn cáu nổi điên lên, tại vì là nóng quá, cửa trần xong mặc áo ni lông, cái ni lông để máu nó bắn vào mà, xong mới mặc áo blue trắng, chân đi giày bốt, giày bịt, thế là bắt đầu khọt như thế rạch. Tôi nhìn thấy cái gì nó đen từ phía trước mặt tôi, nó lại lừ, nó vào cách mặt tôi độ khoảng 1 mét thì tôi tôi rơi xuống ngất xỉu. Lần đầu, lần sau mình rút kinh nghiệm, nếu mà mình cứ thấy khó thở, thấy tối đen thì mình phải ngồi ngay xuống. Thế nên tôi kinh nghiệm các bạn, nhìn thấy người ta mổ, nhìn thấy máu me, nhìn thấy vết thương, nhìn gì ghê quá mà thấy đợi nó tức ngực, không lại thấy cái gì nó đen tiến lại gần, đừng đợi nó lại gần quá, nó lại gần đến cách độ 50 cm là mình sẽ tự ụt xuống. Mình thấy nó tối tăm mặt mũi vào rồi là mình phải ngồi ngay xuống, hít sâu vào đấy để khỏi ngất. Đấy, thế quy trình học ngày xưa đó là gì? Đọc,
biết đọc rồi, xong biết viết, xong thầy đọc cho thầy viết lên bảng, xong viết lại, xong lấy ra bệnh viện để xem xong rồi mới được tập làm thực tập đấy, thực tập khám bệnh cũng nhìn sờ gõ nghe đấy. Thế thế xong bắt đầu đến lúc đi khoa truyền nhiễm thì là khám bệnh cho bệnh nhân bị lị. Lị là gì? Thế rồi viêm ruột hoại tử. Nhé, nhìn này, tao nhìn bệnh nhân này, sờ bụng này, sờ bụng, nó thử xem có phản ứng thành bụng không này. Đấy, thế mà gõ gan này, đấy, dạ dày này, thế xong bắt đầu là gì? Lại vần người ta ngồi dậy để nghe phổi này. Nghe phổi xong nghĩ là chưa nghe tim, lại đặt nằm xuống nghe tim này, nằm xuống nghe tim xong bắt đầu lại sờ bụng này, xong lại vần, lại ngồi dậy, lại quên mất chưa gõ phổi, lại vần dậy này. Bệnh nhân gặp mấy đứa sinh viên thực tập thì nhục như con bò luôn, đúng không? Đấy, nhất là khoa sản. Thôi rồi, thăm khám ngày xưa thời bọn tôi không có găng tay đâu, cứ tay này thì bảo công ty hai ngón cho tay này vào móc đấy, mỗi đứa nó thò vào móc tí, thấy không? Cô giáo hỏi một anh hỏi, anh thấy nào? Em chỉ thấy nóng nóng đấy, mỗi đứa nó cứ thò vào ấy của các mẹ gái, kinh quá. Anh ấy sờ, em cô giáo hỏi thế nào, em chỉ thấy nóng nóng, xong hai tay vẫn để này. Thế anh này thì anh hay nhúc mũi, một lúc sau anh ấy thò lên để anh quẹt mũi thì tôi lại đứng cạnh kéo cái tay anh, tôi kéo ra. Thế lúc sau anh hay nhúc mũi này, anh hay nhúc mũi như này, thế tôi lại kéo anh ra đấy. Thế là xem ấy là được xem hết đấy. Nên bọn con gái nó bọn tôi bảo ghê quá, những thằng lần đầu tiên được nhìn thấy cái đấy ghê quá. Thế bọn con gái bọn nó bảo nhìn cũng ghê khiếp như máy trâu ấy. Thế ra xem đã, bướm biếc là xem hết. Thế rồi là có ngày xưa nó ít bị ung thư lắm, lần đầu tiên mới thấy một cái ông bị ung thư trim, nó sần sùi những cái gốc cây sầm sĩ, gốc cây đại. Thế là bọn con gái cứ đứng lần ngó thì xem. Thế thầy bảo chăm nghe không bằng một thấy, chăm thấy không bằng một sờ. Thế thầy túm tay con bé ở bên cạnh thầy dí luôn vào đấy, nên là phải ra xem đấy. Xem xong cái tập làm thế, hôm nào mà chuẩn bị mổ đẻ cái cô nào đấy hay cái anh nào đấy, thế là kiếp trực thì chỉ có hai đứa con gái thôi. Gái thì ghê, việc đầu tiên là đi vệ sinh cho bệnh nhân đấy, là hai đứa sẽ sang cầm kia lấy một cái khay, lấy cái kéo sang vệ sinh là làm gì biết không? Đấy, cũng xinh đấy, cũng giống của mình, cũng tóc cũng râu, thế là phải vào cắt lông đấy, cắt lông cho người ta đấy. Tôi còn nhớ một bạn tôi, xong nó hỏi tôi đẹp chưa, nó cắt kiểu đầu bít, nó cắt đầu bít, cắt nham nhở đấy. Thế là phải đọc xong viết xong xem xong tập làm đấy, rồi mới đến màu mới biết làm đấy. Thế nên cũng tập khám bệnh, cũng áo choàng trắng và luôn đứng vòng quanh bệnh nhân, mỗi đứa sờ cái, mỗi đứa nắn cái, mỗi đứa thò cái, đứa ngoáy cái. Rất nhiều mẹ bị đi đẻ gặp cái đội đấy rồi đấy, kinh lắm đúng không, sợ lắm đấy. Thế là tập làm, mà nó đang tập làm thầy. Thế xong bắt đầu hỏi bệnh thì cũng lúng túng vì chưa thuộc hết quy trình. Thế là đầu khám rồi, đang khám bụng thì lại dựng người ta lên để nghe phổi, dựng lên người ta nghe phổi rồi thì lại hạ xuống để lại khám tim, lúc ra chưa gõ phổi lại dựng lên lại gõ, khổ quá mà bệnh nhân mệt, lại đi ỉa ra máu. Thế xong rồi nhìn mặt ông xanh lè đó. Thế xong rồi hỏi đêm qua bác có ngủ được không? Chả ngủ được đâu cô ạ, đau lắm, đau suốt đêm. Thế đêm bác đi ngoài mấy lần? Có phải có dễ phải đến hơn chục lần, tôi chả nhớ được. Ông bệnh nhân thì ông ít chữ nên không thể biết được là mỗi lần đi nhiều là bao nhiêu gram, thì không biết được. Mỗi lần đi nhiều, ôi nó chỉ mót dặn, nó đau quặn lên, nó đi được tí tẹo tẹo thôi cơ. Thế nhìn không có biết là bao nhiêu gram, thế nhìn thấy ông có cái bát để đồ ăn ở trên cái tủ cá nhân đầu giường mà. Có được nửa cái bát này một lần không? Nửa bát không? Thế bệnh nhân bảo, có làm gì được cô, nó chỉ được độ khoảng thìa thôi. Thế nó có nhảy không? Ông tả nó có nhảy, nó có máu, nó thấy mùi nó thối khẩm ấy. Thế xong bắt đầu là gì? Xong bắt đầu nhìn thấy ông ái ngại quá, ông gầy quá. Thế bác có ăn được không? Ôi giời, lại còn phải ăn hả cô? Tại vì đang hỏi người ta cứt mùi thối, mùi khẳng, có nhảy, có mũi, có máu. Thế rồi có mùi thối khắm, thối khẳng lên. Xong hỏi nhiều ông được nửa bát không mà được có một thìa thôi. Thế xong nhìn thấy ông gầy quá, hỏi thế bác có ăn được không? Bác không, thế không ăn bao giờ cả, thế phải ăn hả cô? Đấy, hỏi, đang hỏi cứt, hỏi có ăn được không? Đấy, kiểu như thế. Thế là bắt đầu bác sĩ phải nói thật mà thô cái gì mà thô. Thế thì đầu là
Chúng tôi học cả khi đi làm cho tổ chức phi chính phủ ấy, nó mà không được nói là thai phụ thì nói gì, chỉ bảo bà chửa, không nói sản phụ thì bà đẻ, không được nói tử cung thì mà dạ con thì nó đồng ý, nhưng đến cổ tử cung dịch cổ dạ con thì nó lại không đồng ý. Mình rồi nghiên cứu hết đấy các em ạ, nghiên cứu hết chứ không phải là ngồi đây để nói bịa đâu nhá. Thô cái gì mà thô, cởi tâu hô ra đấy còn gì nữa mà chả thô nhá. Thế thì đầu là thầy mới buồn cười quá đấy, thầy mới dạy vọng văn vấn thiết dạy khám bệnh nhá, nhìn sờ gõ nghe đấy, ngửi ấy, ngửi ngửi mùi thối khẳng mà. Thế là báo cáo vào đến giờ đó, thầy vào hỏi bệnh nhân là có ăn được không. Thế thầy thế thầy buồn cười lắm, thầy cứng tuổi như này bắt đầu lại thầy lại hành cho không. Thế báo cáo bệnh nhân như thế nào cho thầy nghe. Thế là bắt đầu kể lể một hồi như thế. Bệnh nhân thừa bị đau bụng, mà bệnh nhân có tiền sử viêm đại tràng mãn, và bệnh nhân thường bị đau bụng khi ăn thức ăn khác lạ ở trên đọc nữa, trên kia ấy, trên kia ba rồi. Yes, after my live streams. Yes. Thì thầy bảo là thế khám kỹ chưa, kỹ rồi. Thế, phân màu gì, mùi gì, thầy bảo thế vị nó như thế nào, thêm vị nào. Tại vì vừa nãy hỏi ông bệnh nhân có ăn được không mà. Thế giờ thầy mới hỏi đều cho thầy hỏi thế vị nó như thế nào. Úi giời trời, thế sao mà biết được vị nó như thế nào. Thầy ơi giời, học cái nghề này mới đúng thế. Phải nếm. Thầy bắt nếm, nếm cần bệnh nhân đấy. Nếm đấy, chỗ này thầy đòn nếm như nào. Nếu không làm được thế đây tao làm cho xem. Thế thầy thò tay vào cái quẹt một phát, xong rồi thầy liếm mấy lấy cái khăn không lau vứt kia lá đi. Thế này là đây là chỗ này là bịa vui, chỗ trước là thật, chỗ nếm là mình bịa đấy nhá. Nhưng mà tức là thầy sẽ nếm cân bằng này, thầy lấy ngón tay trỏ thầy quẹt vào bãi cân chấm này, xong đến lúc thầy liếm thì thầy hất cái ngón này ra, thầy liếm cái ngón không quẹt đúng. Thế là mấy đứa ngu kia tưởng bở thò tay vào xong thấy chấm hỏi sao mặn đấy. Thế thì nên là gì? Không, nhưng mà nghe thầy hôm nay lại nhớ đấy, các đồng nghiệp mà nghe thầy nói lại nhớ hồi bọn em đi thực tập có đúng không đấy. Đấy, thế nên là ngày xưa là phải đọc xong rồi viết xong rồi xem xong về tập làm rồi mới được làm đấy. Thế nên là đến lúc mà tôi ngồi phòng khám là lúc là được làm thật rồi đấy, bác sĩ chính đấy ngồi phòng khám đấy. Đấy thì thấy là có một cô gái trẻ như các em ấy mặc zip ngắn đến đây này, cứ kêu đau cái chỗ đùi này, xong kéo mãi lên để chỉ. Thế mấy thằng mà nó đưa bố nó đi khám bệnh, nó có ốm chó đâu, nó soi. Thì tôi thương con gái nhà lành thì tôi bảo em ơi, đi vào bên trong cái bình phong có cái giường. Tại vì cô mùa đông mà mặc zip, nhưng mà cô mặc cái tất dày đây, tất dài này vỡ lên đây. Thế thì tôi đi vào trong cái bình giường bên trong cái bình phong kia, cởi tất ra, để tí nữa anh vào anh khám. Thế tôi khám xong các bác xong tôi ghi giấy xét nghiệm, tôi bảo mấy cái chú nãy nó soi đấy, nhớ đây giấy xét nghiệm này sẽ để máu nhá, cái này xét nghiệm nước tiểu nhá, rồi này đi điện tim nhá, đấy, còn này siêu âm đấy, đưa bác đi khám xong tí đem kết quả về đây cho anh nhớ nhá. Thế chúng nó đi hết rồi, thế tôi mới ngất nghểu để tôi vào để tôi khám cho cái cô lúc nãy mà cứ vạch đùi lên đấy. Thế thì tôi vào đến nơi thì tôi thấy cô cởi chuồng tông ngông rồi. Thế tôi nói sao nay nó cởi chuồng tông ngông thế này. Thế cô bác sĩ bảo em cởi tất, bác sĩ bảo em cởi tất ra. Ôi trời ơi, ở miền Bắc gọi cái bít tất ấy, cái tất ấy, ở miền Nam gọi là cái vớ đấy. Tại vì cô ấy kể, nhưng mà cô mặc bít tất thì tôi bảo vào cái giường kia rồi cởi, nó có cái bình phong nó che rồi thì cởi cái bít tất ra đấy, cởi tất ra tí tôi vào tôi khám cho. Chứ ở ngoài này con người ta nó cứ soi nó nhìn khổ con gái nhà lành. Chả ý tứ gì, bác thấy cởi chuồng tông ngông hỏi sao, cởi chuồng thế này. Bác sĩ bảo em cởi tất, ôi trời ơi, tôi bảo mày cởi bít tất thôi em ơi, thì sao lại cởi chuồng. Đấy. Thế nên là nên ngày xưa là đấy, và bây giờ chốt lại cười muốn xỉu à. Thế bây giờ chốt lại cho nhớ, không phải cười lên mây bây giờ quên hết không biết thầy nói cái gì, chúng nó lại bỏ lan man bây giờ. Đây ngày xưa đây các bạn nhìn thấy quy trình xưa học là đọc, biết đọc mới biết viết, xong rồi xem người ta làm, chính là lúc đi thực tập đấy. Đấy, xem rồi xong mới tập làm, xong về mới làm đấy. Thế ngày xưa học là học như thế nhá. Thế nhưng mà bây giờ ngày nay thì vẫn là biết chữ rồi, nhưng mà lâu rồi không học, sợ học,
lâu rồi sách thì không đọc, lớp học thì không theo. Đấy, thế là ngày nay, cái sự học ngày nay á, để biết được cái quy trình, để biết được các thứ ấy. Ngày xưa biết tri thức là đọc, viết, xem, thực tập rồi về làm. Thế còn ngày nay là chỉ có mỗi, ngày nay chỉ còn có mỗi xem với nghe. Chết mẹ đi. Ngày nay chỉ có xem YouTube, xem phim, xem thời sự và nghe. Đấy, chết chỗ đấy. Cười nhá, thôi cười thế rồi chuẩn bị lại khóc, chuẩn bị lại bị chửi, lại xoắn não nhá. Đấy. Thế. Đến chết với nghề của thầy. Bây giờ các bạn ấy cười. Cười vì cái gì đấy? Cười vì cái tội cởi tất à em? Cởi tất ra thế là cởi chuồng đúng không? Khổ quá. Đấy, bệnh nhân ngoan lắm. Ngoan lắm đấy. Thầy xin lỗi các ông nội ông ngoại ở nhà cứ xù thầy, xù cái gì? Đúng không? Tôi đã nghỉ hưu chó đâu, bên đây tôi cũng đi làm ở bệnh viện Tây mà. Thế mà tôi về Việt Nam mà tôi khám bệnh xem ngoan như cún. Yeah. Bảo ngồi xuống là ngồi, bảo nằm xuống là nằm, bảo cởi quần ra là cởi nhé. Đấy. Cắt hết lông lá thì cũng phải cắt, và cởi chuồng cũng phải cởi. Thế đấy, ngoan chưa? Bảo mổ nhé. Bác sĩ ơi, em sợ mổ lắm, không mổ có được không? Nghe lắm. Không mổ cũng được em ạ. Nhưng mà chết. Ôi trời ơi, thế ạ. Không còn cách nào khác, không còn cách nào khác. Mổ nhé. Nhớ chăm sự em nhờ bác. Thế ký vào đây. Tại sao phải ký anh? Tại sao phải ký đây bác sĩ? Mà ký vào đây. Đây là nếu chết là đúng quy trình. Ký vào đây để nó đủ là nếu chết là đúng quy trình, không có đền bác sĩ. Không ký được thì gọi vợ vào đây ký nhé. Thế bây giờ đấy đồng ý đấy. Nói nếu mà không mổ là chết. Đồng ý mổ thì ký vào. Vợ ký vào nhá, ký vào. Đầu ký chỗ nào? Ký đây. Hỏi sao phải ký hả anh? Mà ký để nếu chết thì còn đúng quy trình nhá. Ngoan như thế. Đấy. Thế thì là bây giờ ngày nay là không học nữa. Đấy, con cũng không học. Ông bà không nói chuyện với nó, không bố mẹ nó không đọc sách cho nó nghe. Ừ. Thấy con người ta dạy biết đọc với viết sớm chả hiểu chuyện gì. Đấy, thế rồi toàn là xem YouTube, xem TikTok. Kể cho tôi nào, kể cho tôi con trẻ ngày nay nó xem cái gì? À, xem cái gì? Đấy, thế còn các bạn thì nghe cái gì? Ngày nay chỉ còn xem với nghe. Mấy cái bà ấy là không biết mở YouTube, không biết mở Facebook ra nữa thì là đi ra kia ngồi buôn dưa để nghe. Nhá. Thế có bà thì còn biết mở kinh Phật ra để còn nghe. Thế còn có những người là ra buôn dưa, nghe nhau buồn dưa. Thế còn chủ yếu là xem. Đây. Và bây giờ chúng ta sẽ nghiêm túc. Cười vàng cả nhà thôi, không cười nữa. Không cười nữa, cười lắm quá không nghe được thì lại nghèo đúng quy trình bây giờ. Đấy, tôi đang bày cho các bạn đi. Tại sao cái mọi cái nó đều có quy trình. Đấy. Chết đúng quy trình. Rồi thì thăng cấp, thăng tiến cũng đúng quy trình. Đấy. Nên à là đi đỡ đẻ còn bị bệnh nhân đái vào mặt đúng không? Thế nên là bây giờ thấy xem là quy trình nghèo, nghèo đúng quy trình nhá. Quy trình cài số nghèo, quy trình cài số lùi đi vào tương lai, quy trình bị đào thải, quy trình bị lạc trôi, quy trình biến mất tâm khỏi trần thế dòng tộc như nào thì đây xem. Em nó bắt đầu là phá vỡ quy trình đọc, viết, xem và thực tập, tập làm đấy rồi làm. Mà bây giờ chỉ còn mỗi xem và nghe. Thế thì chúng ta sẽ xem tác dụng và hệ lụy của cái việc học đúng quy trình và không đúng quy trình ra sao. Thì bây giờ một, các bạn sẽ comment xem bằng phương tiện nghe nhìn chuẩn, xem và có tiếng. Tức là xem phim, xem kịch, đúng không? Xem và có tiếng. Đấy. Thì nó gần như là trải nghiệm thật và nó cũng tạo ra quan điểm sống, tạo ra cách nhìn nhận cuộc đời, tạo ra tư duy. Nhá. Xem có tiếng đấy là nghe và nhìn có tiếng đấy. Nếu mà không có nói tiếng Anh tiếng Tây thì ở dưới để Việt sắp, tức là xem có lời có tiếng như thế thì nó vẫn hình thành ra được tư duy và hiểu biết. Thế nhưng tệ nhất là bây giờ nó lại có cái trào lưu nó cắt những đoạn phim hành động, hoặc là nó quay lén những cô gái thay quần áo
đấy, nó quay lén những cặp đôi làm tình vụng trộm, hoặc là chúng nó tự đóng những cái cảnh đấy, thế nhưng mà nó không có lời và nó chỉ lồng nhà cả té tẹt té két 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 té té té, nghe cái nhạc rất là ghê. Thế là chỉ còn có mỗi thấy xem mấy cái hình đấy, thì rất nhiều bố trẻ bây giờ dính vào cái đấy, rất nhiều em bé dính vào cái đấy, rất nhiều người nổi tiếng ba lăng nhăng lên là gì đấy, à, nó chả nói gì cả, nó cứ ngồi, nó cứ vạch ti cho xem, nó kéo gần hở hết ti, nó lại thả xuống, rãnh nó thùng thẳng, nó cứ bò ra, nó lại hở cả tí khe ra nữa, đấy, nó hở một tí, đấy, đấy. Thế là nó xem xong nó lồng nhạc vào thôi. Thì cái loại đấy là loại xem dã man nhé. Cái loại mà xem chỉ có hình không có tiếng thì ngày xưa đó là Tom và Jerry. Trước Tom và Jerry là thời của Nga Xô Viết, là hãy đợi đấy, hãy liệu hồn đấy, của con sói với con thỏ. Đấy, thì cái phim đấy nó chỉ có nhạc và quốc gia nào xem cũng được. Đấy, đó là phim hoạt hình không lời. Đấy, không có tiếng, không có lời, không có phụ đề, nó chỉ có nhạc. Thì cái đấy xem để trẻ con nó cười như nắc nẻ. Đấy, con sói với con thỏ đấy, hãy liệu hồn đấy, đúng không? Đấy, thế và đến lúc nó hết thì nó có chữ co hét. Co hét tức là hết. Co hét tiếng Nga là hết. Thế thì còn sau này thì Walt Disney làm Tom Jerry cũng không có phải đối thoại, không có lời thoại, không có phụ đề, tiếng ngôn ngữ gì hết, chỉ có nhạc. Và sau trước đó thì có cả hề Sackler. Hề Sackler cũng vậy. Ông ấy bố cục mặt Sackler khác với cái mặt trong ông ấy hóa trang lắm. Mặt ông ấy khó tính, nghiêm túc. Trên hóa trang trông đơ đơ như thế. Thì Sackler cũng thế, là không có tiếng. Thì cái đó nhá, bây giờ các bạn mà xem những cái clip đấy thôi thì cởi chuồng này, hở ti này, giả vờ quay trộm hoặc là quay thật làm tình này, hay là những cái màn đánh nhau té khói máu lửa bắn nhau bung bét dã man này, xong lại lồng tiếng vào cơ. Thì là nhạc nó chả khớp gì với hình. Hoặc là những cái ca nhạc, và bây giờ có những cái trung tâm ca nhạc và các bạn ấy cũng thích là em làm gì và em làm YouTube. Em làm YouTube chương trình cho cả trẻ con. Và tôi muốn nổi điên, tôi muốn đấm vỡ mặt với thằng ô đấy, nó đến văn phòng tôi, mở ra cho tôi xem. Thế đấy, thì nó làm người nhện, nó làm người nhái, rồi thì nó lại còn đóng giả lớp học này, học ba lăng nhăng này. Thế xong rồi thì nó làm người nhện, người nhái này, xong rồi giả làm thằng ăn cướp, ăn trộm này, rồi có những chỗ thì nó hơi cả kích sexy. Đấy, bọn trẻ. Thế thì nó làm ca nhạc. Nó làm ca nhạc, nó làm bài hát, nhưng nó không giống bài hát tiếng Anh tôi gửi cho các bạn. Là lời nó khớp với hình. Mà gì, sau này người lớn cũng xem là xem lời thì những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim tím chiều bên mộ nàng. Thế nhưng mà lại hình ảnh là những cô gái mặc bikini tắm biển và bơi dưới nước. Thế là hình ảnh hoặc là đêm trường sơn chúng cho nhìn trăng nhìn mây. Những bài hát cách mạng, những bài hát đỏ hoe. Nhưng mà hình ảnh cũng là những hình ảnh hở ti hở ngực, mặc bikini đi ướt hẹo. Đấy, thế là ông ngoại cũng mắt dán vào đấy, bố nó có mắt dán đấy, bác Cương có sẽ cũng dính mắt dán vào đấy. Thế rồi hình ảnh người mẫu đấy. Tức là hình với tiếng nó không khớp nhau. Nó có mấy thể loại, một là hình một đằng tiếng một nẻo, thì nó nó không tạo ra tư duy. Và cái loại là có hình mà không có tiếng đấy thì là phim hài, hài Sackler, Tom Jerry hay là hãy liệu hồn đấy nhé. Thì cái hình mà không có tiếng thì các bạn nó comment đi, nó chỉ có giá trị là giải trí, nó có giá trị giải trí đấy, nó làm cho người ta chả phải nghĩ cái gì cả, cứ nhìn thấy nó cười đang nhìn thế xong rồi thì đang chạy con thỏ nó đập đến bùm một phát, đúng không, con chuột nó đập đến bùm một phát vào cái đầu con Tom, con Jerry, thì là bắt đầu nó lồi lên, con đầu con Tôm nó lồi đỏ đỏ lên, đấy là bọn trẻ con nó cười cười ngặt nghéo, không phải nghĩ, cứ nó xảy ra gì là cả xong cái gì sợ con thoát tim đấy. Thế đâm ra là gì, là giải trí. Thế thì tại sao lại phải giải trí? Giải trí là vì ngày xưa cái việc đọc, cái việc học hành, cái việc xem, cái việc thực làm bài tập thực hành nó căng hết cả não rồi, làm việc nó căng thẳng thì mới xem những cái đấy để cho não nó nghỉ, nó refresh, nó giải trí mà, thế là không phải nghĩ nữa. Thế nhưng mà ngày nay thì cứ xem một cái con cởi chuồng nó vén hở ti, thằng tí thì nó tí nữa xem xong nó lại mai tắt đi mở ra nó lại gửi cho con hở khe đấy, ở chỗ ngã ba đấy, không có cả chắn bùn cho xem đấy. Thế thì cứ xem mãi như thế, giải trí chính là giải khát. Giải trí nhiều quá thành mất trí, mất khả năng tư duy nhé. Bạn comment đi, giải trí nhiều quá
thành mất trí. Đấy, và giải trí nó cũng như giải khát. Đấy, giải trí nó như giải khát thì phải uống nước bổ dưỡng, đúng không? Chứ chả nhẽ giải khát là nghĩ nó không có giá trị gì thì uống nước cống mà. Đấy, để giải trí là đưa những thông tin vô bổ vào não qua hình ảnh thôi. Chỉ để nhìn thôi, nhìn xong thì cười, nhìn xong thì thoát đi mà, nhìn xong vỡ òa lên, cười khăng khắc ra. Để nó không phải nghĩ cái gì nữa để cho não nó nghỉ ngơi. Vì nó phải làm việc nhiều quá rồi, sẽ suy nghĩ nhiều quá, nó học hành nó căng thẳng. Thế mà bây giờ cứ suốt ngày xem cái chương trình giải trí đấy, mà giải trí thì đưa toàn những cái nhảm nhí vào não. Đấy, thế thì giải trí nhiều quá mà ở bằng hình độc hại, comment đi. Giải trí nhiều quá bằng hình ảnh độc hại thì trở thành mất trí. Đấy, nó thành mất trí. Nên là gì? Nó mới làm tình sớm, nó mới làm tình tập thể, rồi thì nó mới đi hấp diêm nhau. Đấy, thế thì nên là gì? Nó giải trí cái kiểu đấy thì nó tạo cho người ta ngừng tư duy và không chịu nghĩ. Nên là ngày nay người ta lười tư duy và người ta lười nghĩ. Người ta lười tư duy. Thế nên là bây giờ xem một cái bộ phim hoặc xem cái ông nói này này, ông nói lắm này, thì phải lắng nghe. Lắng nghe thì cái dòng tư duy của mình nó mới tạo ra. Và trong não mình bắt đầu nó mới liên tưởng đến cái hình ảnh đấy, kể đấy, kể cô gái đấy, kể gì đấy, kể liếm cứt này, nếm này đấy, quá nghe, quá nghe, thấy dùng mình quá nghe, làm mình nhớ lại ngày xưa. Thì nó tái hiện lại cái tư duy của bạn, nó suy nghĩ. Thì tiếp theo là những người mà ngày nay họ xem nhiều quá ấy, thì họ không còn cái khả năng tập trung để nghe. Tất cả những đứa trẻ xem nhiều quá không còn khả năng tập trung để đọc. Nên là có ở quê tôi, em gái tôi nó share cái bài đấy, hoặc là có những người share cái bài mà tôi kêu Thảo Vân biên soạn về trầm cảm sau sinh đấy, và làm tổn thương những người phụ nữ sau sinh đấy. Thế là share cho một số người bạn trẻ có vợ đang bị dấu hiệu trầm cảm. Thế nó bảo là nó cho cháu cho mẹ cháu đọc đấy, nhưng mà mẹ cháu không nói gì. Thì tôi bảo có còn khối mà đọc được. Những cái mẹ mà hay xem ấy, tất cả những mẹ hay xem nhé, chưa lóa mắt, chưa mù mắt, không cần đeo kính như tôi, nhưng mà cứ đưa cho một cái dài toàn chữ, tôi thề không đọc nổi. Bao nhiêu người thấy là đúng rồi, nó chán nhiều chữ quá là nó không muốn đọc. Nó bảo viết dài đi thế. Đấy, tức là nếu xem nhiều quá, xem mà lại xem hình một đằng tiếng một nẻo. Đấy, rõ ràng là lời bài hát thì rất hay. Ngày lấy chồng em đi qua con đê mòn lối cò về. Thế nhưng mà hình thì lại là mấy cô bikini ở dưới sông dưới biển. Đấy đấy. Thì rồi gần như cởi chuồng như nhộng rồi đấy. Thì là nó chả ra cái gì cả. Thì nó mới phá, nó phá sự kết nối giữa tư duy hình ảnh và mệnh thức âm thanh trong đầu. Và kinh khủng nhất đó là dạng hoạt hình. Hoặc là dạng hình ảnh sexy, hình ảnh bố láo, mất dạy, cám hấp. Đấy. Xong bắt đầu xem đến nó lại gợi ý, nó lại càng gửi tiếp cho mà xem. Thì cái loại đấy làm như là mất não. Sống nhưng mà sống như vẫn chưa phải sống thực vật. Tay vẫn chưa được rượu lên để uống. Vẫn đấy nhưng mà mất não vì không có khả năng tư duy. Các bạn thấy cái giá phải trả chưa? Không có khả năng tập trung. Không có khả năng xử lý thông điệp bằng chữ nữa. Đúng không? Ai mà viết cho một bài thật dài là không đọc được. Ôi chết mẹ rồi, đúng rồi thầy ạ, em không đọc được chữ luôn. Mà rõ ràng mày biết chữ đúng không? Rõ ràng mắt mày không bị tuét. Đấy, không phải đeo kính. Thế nên là mất khả năng đọc, mất khả năng tập trung. Nên là rất nhiều người là thấy tôi cái live stream của tôi hay, gửi cho người khác, người thân trong nhà, nhưng mà cóc theo dõi được. Vào một tí không hiểu ông này nói cái gì, nó nói dài dòng, chả hiểu nói gì. Nên nhiều thằng nó vào đây nó ẳng. Có thằng nó vào đây thì nhóm nọ, có thằng nó vào đây nó ẳng là mất mẹ nửa tiếng, mất 30 phút của nó. Liên tha liên thiên chả hiểu gì. Đấy, nó ẳng, nó bảo mất 30 phút của nó. Vì nó không còn cái khả năng tư duy nữa. Có nguy hiểm không? Lạc trôi đấy, lạc trôi khỏi dòng tri thức. Thế đâm ra là tri thức nó chạy hết mẹ nhà mình. Con người khác, con vật là có phần hồn, có văn hóa, nó có hồn. Hồn cốt, văn hóa, mệnh thức trong đầu nó là bằng lời. Nên là dạy con là dạy phải bằng lời. Cá không ăn muối cá ươn, con không ăn tiếng trăm đường con hư. Không ăn tiếng là hư mẹ nó rồi. Thế thì đấy người ta mới nghe kinh Phật, người ta mới nghe tứ diệu đế, rồi nghe Phật Pháp. Người ta mới nghe sách Phúc Âm, mà Phúc Âm, âm thanh đấy. Và từ Phúc Đức người ta đưa vào, nhưng không đưa. Đấy, đưa những lời làm nhí, rồi những âm thanh kết, kết, tê, 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 tê. Nghe nó ghê dị, hiểu không? Đấy, thế rồi nó còn lên cả truyền hình quốc gia để nó làm một cái tình ắc 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 ắc.
tạc những âm thanh gì như được bị cưa sừng cắt cổ chọc tiếp moi gan rút ruột ở dưới 9 tầng địa ngục mà cũng phát lên hình truyền hình quốc gia. Đấy, nó loạn hết cả rồi, quỷ đấy chứ cái gì đâu, ma quỷ đấy nhá. Thế nên là nó không còn khả năng tư duy. Và nhưng cái hạn chế của cái việc đọc, việc đọc thấy hay quá thì lại đọc đi lại đọc lại. Comment đi, đọc đến chỗ đây hay có phải đọc đi đọc lại không? Có người cẩn thận đọc thấy hay lại còn lấy cái bút vàng để gạch, để còn dở ra là thấy ngay, đọc thấy hay còn viết lại. Đấy, thế nhiều. Và thì hầu hết chúng ta xem, các bạn comment đi, hạn chế xem thì thường không bao giờ ghi chép lại. Đấy nhá. Thế nên nó xảy ra mấy dạng là gì ạ? Một là xem có tiếng, tức là nghe nhìn tiếng với lại hình hợp lý thì có hình thành ra tư duy nhá. Đấy, chẳng hạn như là gì, có hình tôi đây này, có động tác này và tôi nói, thế là nhiều mẹ nó còn viết lại, nó viết vào đây chưa đủ, nó còn viết ra giấy, mai nó chụp nó khoe mọi người, à thầy nói như thế này, nó thu hoạch tóm tắt được bao nhiêu. Đấy, cái thứ hai là xem mà không có lời nhá, chỉ lồng nhạc thì nó chỉ mang tính chất giải trí, nó làm cho người ta ngừng tư duy. Thế bây giờ tư duy nhiều quá nó đau đầu rồi, nghĩ nhiều quá đau đầu rồi, thì đây là hình thức để cho não nó được nghỉ. Đấy, thế nên là gì, và khi xem những đấy có ghi lại được cái trí tuệ gì đâu, không tạo ra một tri thức gì. Đấy, thế mà cứ suốt ngày xem cởi chuồng, suốt ngày xem mấy cái lăng nhăng đấy, thế thì là hỏng mất não. Đấy, giải trí thì giải trí nhiều quá mất trí nhá, thì làm gì có trí. Trí tuệ là phải học, phải ghi. Thế bây giờ gì, nghe. Đấy, xem nó có hai dạng xem nhá, xem có hình có tiếng và xem có hình không tiếng. Thế còn một dạng thứ ba là nghe. Nghe thì chỉ nghe thôi, không ghi chép lại. Đấy, lại có đứa thả đầu đó đấy, chỉ nghe thôi không ghi chép lại, mà chỉ nghe thôi. Bạn nói đi, nghe thì chỉ nói thôi. Đấy, nên là đi nghe hội thảo các công ty đa cấp, rồi nghe các chuyên gia diễn giả nói thì lại đi nói, tại vì nó thay đổi quan điểm, nghe làm thay đổi quan điểm. Đấy, và nghe thì lại có câu chuyện để làm quà lại nói. Nghe người ta nói thế, thấy người ta bảo đây, nghe cái ông đầu hói, ông nói hay lắm, ông ấy bảo thế này, ông bảo thế kia. Đấy, chuyên gia bác sĩ bảo là không được để con trốn bỏ trốn lẫy. Chuyên gia bác sĩ bảo là không được mix đồ ăn nấu lạng xình ngầu với nhau đấy. Đấy, thế là xù quan điểm nhau ngay. Đấy, thôi tôi xin lỗi chị nghe ai chứ, tôi đây này, tôi nuôi chị cứ nuôi được như là tôi nuôi bố nó đi. Đấy, bố nó là cái gì mà ghê thế hả các bác, bà ngoại, bà nội, à, các bác gái. Thế thì nghe mà không ghi lại thì nghe chỉ có nói thôi. Thế thì nó lại vào khối NATO. Mà biết khối NATO là gì chưa? Nghe mà không ghi lại thì là chỉ dẫn đến cái việc đi nói. Tại vì nghe mà không ghi lại nó chỉ thay đổi quan điểm, và nó lại nhớ cái câu chuyện người ta nói, thế lại đem kể lại tam sao thất bản. Thế rồi đi kể thì vào lại đi nói thì nó đụng vào quan điểm người khác mâu thuẫn, thế là xù, vợ chồng sờ nhau tạo ra chồng xù, cờ ca xù đấy, tạo ra vợ xù, tạo ra bố chồng xù, tạo ra đồng nghiệp xù, tạo ra hàng xóm xù, cả họ xù. Đấy, thế mà chán quá nghe thì đi nói, thì đấy là vào khối NATO. Nó comment cho tôi khối NATO, ai còn nhớ khối NATO là gì? Non-action, talk only. Khối NATO không phải là khối quân sự Bắc Đại Tây Dương, nhưng không phải là not, mà chữ này là non. Non-action, talk only. Đấy, đấy là cái bọn chỉ nghe thôi, lười học, lười đọc. Còn khá hơn một tí, tức là thích không đấy, bí mật tư duy triệu phú đấy, mình có sách nghe, mình copy đường link mình gửi sách nghe cho, thế là bắt đầu vừa lái ô tô vừa nghe, nghe bí mật tư duy triệu phú, nghe luật hấp dẫn, rồi nghe bảy cấp đầu tư, rồi nghe sách làm giàu, nghe lại nói, nghe không hành động được đâu, thì nó tạo ra bọn lấy là bọn vào khối NATO là non action talk only. Đấy nhá. Thế thì bí mật nó nằm ở đây là gì? Nghe thì phải viết lại, nghe cộng với viết lại thì bằng học. Đấy, thì cái hành động này, nghe người ta nói viết lại thì bằng học, thì nó sẽ tạo ra tư duy. Đấy, thế còn giờ thử nhá, ở những cộng đồng mà người ta không xem, người ta cũng không có gì để xem, mà không có tivi, không có điện, người ta cũng không nghe, không có phương tiện nghe nhìn gì hết, không nghe. Đấy, thế mà người ta cũng cóc đọc vì người ta không biết chữ, cộng đồng đấy không có chữ viết. Thế thì bây giờ nhá, mấy chú mà cờ ca sù này, xem toàn cởi chuồng này, xem toàn xích này, xem toàn cái nhăng nhăng nhảm nhí này, xem các thánh ăn nhồm nhòm này, xem thằng ăn sâu ăn bọ này, đúng không, xem những thằng tròn đểu đằng khác này, thế chỉ xem nó cười khẳng khẳng,
đấy nhé. Thế còn là sách không đọc, lớp học không theo đó. Xem về các chương trình, các cái game giàu có, game sâu giàu có không xem. Đấy, live stream của những người người ta muốn chia sẻ cho mình tốt không xem, không thèm xem đấy, mọi người không thèm xem này, không thèm nghe này, không thèm đọc này, đấy, có nghĩa là gì? Cũng không thèm học, học thì hết lớp 7 nhá, học hết đại học, tiến sĩ cũng thế thôi, nhưng mấy cái đại học, mấy cái tiến sĩ, thạc sĩ thì có cái gì liên quan đến giàu có đâu? Thế đâm ra là gì? Không xem là comment đi, không xem, không nghe, không đọc, không học, thì bằng phải trả giá, thì bằng trả giá. Không xem, không nghe, không học, không đọc mà vẫn phải làm, thì là làm mò mẫm, làm mò mẫm thì lấy là bọn trả giá. Đấy, đấy có cái kiểu lập nghiệp mò mẫm, đúng không? Không chịu xem người ta lập nghiệp như thế nào, không không xem người thành công, chỉ thấy người ta mở hiệu thuốc thì cũng mở, có biết nó đang nợ không? Tôi nói rồi mà, từ đầu làng đến cuối làng có đến chục cái hiệu thuốc, cả làng bị ốm thì 10 người bán thuốc đấy cũng không có doanh thu cao. Thế còn thằng nào to gan đi cướp sạch 10 hiệu thuốc đấy, mỗi hiệu thuốc cùng lắm được vài chục triệu, mấy trăm triệu, cũng chỉ được mấy trăm triệu mà lại còn bị đi tù, cũng trả giàu, bao giờ ra có mấy tỷ, cướp sạch 10 hiệu thuốc đấy cũng không có mấy tỷ. Thế mà người ta bán cầu rầm trong cả năm, thế giàu cái gì? Đấy. Nên là không xem, không nghe, không đọc, không học thì phải tự mò mẫm lập nghiệp. À, nhiều bạn gái mà học đại học xong rồi, thôi bây giờ dã từ thành phố, có bài hát gì nhỉ? Về quê mình cưới nhau đi chẳng bao giờ buồn. Cái gì bài hát gì nhỉ? Em là dâu ngày cưới còn anh là chú rể mới. Em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà anh. Đúng rồi, có bài hát đấy, là đám cưới nghèo trên đồng quê, đám cưới nghèo trên đồng quê, đúng không? Bạn bè thật đông nhưng đành giấu kín không mời một ai. Nghe não nề chưa? Học đại học xong rồi về dã từ thành phố về quê lập nghiệp. Về quê lập nghiệp, lập đâu mà lập nghiệp. Về quê ngủ với giai bụng chửa cưới chồng là lập gia thất, chứ đâu mà lập nghiệp. Phố chả lập được nghiệp, tỉnh chả lập được nghiệp, thành phố thủ đô chả lập được nghiệp, về quê lập nghiệp. Về quê lấy chồng lập nghiệp, các em gái nhé, các thím cứ nhầm lấy chồng là lập nghiệp. Lấy chồng không phải là lập nghiệp. Rồi mấy bố mẹ bảo, bây giờ xem có đám nào, mối mai cho nó. Nó chơi nó lêu lỏng quá, chuộng nó đi như chó hoang mèo nó lạc. Đấy nó đi đấy về, đấy, nó húc đầu vào nó ăn, nó ăn xong nó lăn đùng rồi nó ngủ. Tối thì mắt nó gầm vào nó chơi game. Xem có đám nào để cưới cho nó hết nợ, cho nó có vợ, có con và nó chỉnh chu nó làm ăn. Có mà làm cái vòng mắt, làm gì có tri thức, làm gì có kiến thức giàu có, lập nghiệp đâu. Mà lại còn là xui nó phạch con người ta, có cái đám nào, đứa nào mà làm mai làm mối cho những thằng đấy là mai mối khốn nạn, mai mối vô phúc. Nay mai con cái mình sẽ ế chỏng ế chơ thôi. Nhìn những thằng ngu như thế mà đi mai mối con là nhà lành vào để làm gì? Nên là dí cho nó một đứa, cho nó mong cho nó có đứa nào nó ngó mà nó nhòm ngó thì là gì ạ? Mong cho nó có đứa nào nó nhòm ngó mà mong cho nó lấy vợ và đẻ ra con đấy, để cho nó chỉnh chu làm ăn, có cái bảo mắn. Làm ăn gì? Làm gì có khuôn mẫu giàu có, làm gì khuôn mẫu lập nghiệp, làm gì có khuôn mẫu tri thức kiến thức mà làm ăn. Thì có nhà thì bảo là tống nó đi lính 3 năm cho nó rèn. Xem đi, xem clip đây, đi lính đấy, lúc bé nó bị bạo lực, nó bị đánh đấy, bây giờ nó là sĩ quan, nó tiểu đội trưởng, nó trung đội trưởng, nó đứng xếp hàng ra, nó múc con người ta, nó múc ọc, nó múc vỡ ruột, vỡ gan ra, nó đánh coi như là vỡ cả tinh hoàn ra, đấy, nó đánh xuất huyết não ra, đánh chết con mình, đấy, côn đồ như thế, đấy, cho nó đi lính, nó rèn, cho nó nên người, lính thì biết cái gì mà rèn nên người, mẹ còn đợi đến hè mùa hè cho con đi học kỳ quân đội, tôi ghét cái trò đấy, thích chiến tranh lắm mà, học kỳ quân đội. Tôi xin lỗi mấy ông quân đội thì học đánh nhau, biết cách gì mà phát triển cá nhân, mà đi hành con người ta học quân đội, tháo làm súng với kỷ luật quân đội, được tí thôi. Đáng phong quân đội, cho nó đi lính cho nó rèn những người, và vừa vận, cho nên đi học phát triển bản thân. Khuyến khích nó đọc sách phát triển bản thân. Hiểu chưa? Đấy, đừng có mai mối cái kiểu đấy, có đám nào nó nhòm ngó cho cưới cho nó, cưới cho nó dành hết tội nợ. Tôi thấy là hết nợ rồi đấy. Đấy. Chứ chả có nhiều nhận gì. Có ba đứa. Thế con lớn thì lấy chồng Hà Nội. Nhà nó còn một. Thế là có nhà Hà Nội. Nó ly hôn rồi. Đấy, còn thằng thứ hai nó lấy con tận Thái Bình Nam Định. Đấy thì bây giờ các cháu nó cũng
Bây giờ cũng hai đứa con này đấy, bây giờ thằng em nó cũng bên Nhật cũng mới cưới, thế là tôi bây giờ đàng hoàng, ông bà bây giờ là nhàn tênh rồi chú ạ, đấy hết mình hết trách nhiệm, thế là nốc rượu ôi dở ních nữa nha. Đấy nên là gì, cả các em gái em trai cũng nhầm rồi, về quê lấy vợ lấy chồng để lập nghiệp, nghiệp cái vòng mắt có một nghiệp quả, có một tạo nghiệp cho bố mẹ, đẻ ra con tạo nghiệp cho nó tiếp. Ngồi mà xem như này, gần tôi nhắc rồi, không có phương tiện nghe nhìn nhá, không xem, không có gì để xem, không có ai hay ai thành đạt nói tốt cho mình nghe nhá, không có sách tài liệu để đọc, không có lớp học để tham gia, thì vẫn phải lập nghiệp, mà lập nghiệp như thế là mò mẫm. Mẹ trời ơi, bây giờ vay tiền mà mua máy xúc, vay tiền mà xây nhà trọ à, đúng không, vay tiền là mở hàng áo cưới làm đầu à, vay tiền là mở rồi làm nhà hàng à, buôn bán à, đấy là toàn lọ mọ hết rồi, nó không còn tiền dưới đất nữa nhé. Thế nên là tôi mới cảnh báo các bạn là gì, cái cạnh tranh nó tạo ra áp lực. Nếu chúng ta đang cảm thấy áp lực về công việc, áp lực về nợ, áp lực về chuyện học hành của con cái, áp lực về những khoản nợ của ông chồng ông không có gì thức, ông phát ra chi tử nhé, áp lực tạo bởi sự bon chen của xã hội, kèn cựa của xã hội, đấu tố của xã hội, tranh giành ghế, tranh giành quyền lực, đấu thầu quân xanh ấy, như Thái Bình đây, đấu thầu quân xanh là chiếm hết các cái hợp đồng ưu thế đấy, rồi kèn cựa nhau, bon chen nhau, đấy chính là áp lực cạnh tranh đấy nhé. Đấy, thế bây giờ tôi thách thức các chú nhé, nếu những thứ tôi chỉ cho các bạn không làm cho các bạn tốt hơn thì tôi thách bạn đi tìm cái thứ tốt hơn, thì bạn dạy lại tôi học luôn. Đấy, tôi thách đấy, nếu những thứ mà tôi chỉ cho các bạn không làm cuộc đời các bạn tốt hơn ấy, thì các bạn tìm được cái gì tốt hơn ấy. Chứ nhưng mà tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo là xem mấy cái cởi chuồng, xem mấy clip nhăng nhăng nhảm nhí mà nhạc cứ két két tét tét, nhạc với lời chả liên quan gì nhau, kể cả phim hành động bắn nhau bùm bùm nhưng mà nhạc lại té chạy té, thì chả liên quan, tôi thách giàu được có đâu nhá. Giải trí có bao nhiêu trí mà giải suốt ngày, giải đến tận suốt đêm 3 giờ sáng vẫn giải trí, xong hôm sau ngủ có mà mất trí không? Và thông điệp của tôi ngày hôm nay này, tôi cho các bạn xem thông điệp này nhé, thông điệp này của Nguyễn Duy Cương đấy, của ai đâu nhá, nếu mà nói thì làm ơn trích dẫn nào đây. If you learn you can do everything nhé. Thông điệp này dạy cho con mình đi, con chí thú học hành, nếu con có học, nếu con chịu khó học hành thì việc gì con cũng làm được. If you learn, you can do everything. Nếu con học thì việc gì con cũng làm được. Comment vào đi, nếu tôi học thì việc gì tôi cũng làm được. Mà học thì phải có thầy, không thầy đố mày làm nên. Hay nhỉ. Đấy. Thì hôm nay xem tại sao ma dẫn lối quỷ đưa đường. Ma dẫn lối quỷ đi đường thì rõ ràng là mình thằng chí thú làm ăn. Mà mình sao bây giờ làm ăn kiểu gì mà bây giờ sắp vỡ nợ rồi, nợ nần chồng chất. Xong lại còn thầy ơi, có cách gì, bài gì dạy em đòi nợ. Không bị không nợ người khác thì lại bị thằng khác nó nợ. Có đòi cái vào mắt nó phá sản hết thì còn đâu mà đòi. Này, nhá. Đấy, thì ma dẫn lối quỷ đưa đường rồi. Ma quỷ nó dẫn lối, nó bịt mồm con mình có mồm, rất xinh không nói được. Hỏng mắt rồi, mắt dày như đít chai ấy. Tăng động tự kỷ, không có khả năng tư duy, không có khả năng tập trung. Rất nhiều người tuổi bà nội, bà ngoại rồi, suốt ngày chỉ dán mắt vào điện thoại để xem thôi, cũng không có khả năng tập trung. Người ta gửi cho cái đường link tôi nói nhưng mà không đủ kiên nhẫn để nghe xem lão này nói cái gì. Và có những thằng nó nghe đến nửa tiếng, nó bảo mất mẹ nửa tiếng của mình, nó ẳng tôi, nó chửi tôi là không hiểu nói cái gì. Tại vì là tại tao hay tại mày? Tại vì mày không còn khả năng xử lý thông tin nữa, còn não mày chỉ quen xem cởi chuồng thôi. Đấy, xem những cái nhảm nhí thôi, nó không phải xử lý, nó không phải tư duy. Tư duy là việc làm khó nhọc. Đấy, thì đến 5 năm tuổi là con trẻ nó định hình, nó hình thành tư duy và cách nghĩ. Tư duy là cách nghĩ, cách nhìn đời. Xong 50%. Muốn tư duy thì phải có cái gọi gì đấy là cái bộ phận xử lý tư duy ở trong não đây này. Cái cấu trúc não đây nó phải có cái năng lực, nó phải có chức năng tư duy. Đấy, thì cái năng lực, cái chức năng tư duy của con trẻ á, là đến 5 năm tuổi nó hình thành xong 50%. Và đến năm 8 tuổi nó hình thành xong 80%. Và các bạn đến năm 18 tuổi là nó hình thành xong 95% năng lực tư duy. Đấy. Và tôi biết là cái gì tạo nên tư duy thì tôi mới dạy cho các bạn. Thì các bạn mới là người có tư duy mạnh, tư duy của kẻ mạnh, đúng không? Tư duy giàu có, tư duy thịnh vượng. Đấy. Thế thì từ 0 đến 5 tuổi các bạn cho con bạn được tư duy gì? Tư duy làm chó thì có tư duy gì nếu cứ cho nó cái smartphone nó xem.
Đấy. Thế nên là gì? Những người lớn tuổi là bà nội bà ngoại rồi đấy, mà không đủ kiên nhẫn để ngồi nghe tôi nói này này. Đấy. Còn mà bận xem là vì chỉ quen xem là không có khả năng tư duy. Đấy. Những người mà gửi cho một bài viết dài 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 không đọc nổi, không đủ kiên nhẫn đọc, thì đừng có kêu là con nhà em nó học nó không tập trung, con trẻ nghe nó học nó không tập trung, nó thiếu kiên nhẫn. Hiểu chưa? Bây giờ đến bố nó còn thiếu kiên nhẫn, tại vì đồ ăn fast food instant cái gì cũng thiếu kiên nhẫn. Đấy, nên là nó làm cho người ta không có khả năng chờ đợi. Tệ không? Ma dẫn lỗi quỷ đường, ma nào dẫn, ma nào làm, ngu chết chứ ma nào làm. Bây giờ biết chưa? Cái công nghệ nền tảng là bình đẳng, cả thế giới được sử dụng, người dân tộc thiểu số cứ có internet đều được sử dụng, có ai cấm ai đâu. Đấy, nhưng mà gì, cái công nghệ nền tảng ấy nó nâng cái nhân loại lên hết trên trên internet rồi, học trên internet, giao lưu trên internet, tiền bạc trên internet, tri thức trên internet, nhưng mà cả mất dạy khốn nạn lên internet, ma quỷ lên internet, sự xấu xa, sự dữ dằn lên internet. Xã hội ở thế kỷ 21 này, thế giới nó phân cấp ra hai thế lực rõ rệt, thiện và ác rất rõ. Evil race, ma quỷ hiện hình ở trần gian, cõi âm mở từ năm 2016 rồi. Ma quỷ nó lên trần gian rồi, nó lên trần gian, nó chơi trong nhà mình ấy. Nó lên trần gian bây giờ nó lại nóng trên mây điện toán, trên internet. Con cái mình cứ mở cái điện thoại ra là ma quỷ nó nhập. Đấy, ma dân lỗi quỷ đi đường nó dẫn. Sa đọa từ ông bà nội, sa đọa từ bố, hỏng từ bố đến con, hỏng từ vợ đến chồng, hỏng từ trẻ thơ, hỏng gì đâu, hỏng mắt. Hỏng mắt đấy, mắt kính dày, hỏng tư duy. Đấy, có chết người hay là không, bây giờ biết chưa? Biết chưa? Thế nên là gì, cái cộng đồng mà tôi làm cho cái dạy con tại nhà đấy, là bây giờ nó có được trên 17.000 người rồi. Cộng đồng đấy là cộng đồng phi lợi nhuận. Trường dự án này là do tiến sĩ Smith người Mỹ. Cô ấy có 3 bằng cử nhân về giáo dục mầm non, về giáo dục, rồi thì về tổ chức giáo dục, và có một bằng tiến sĩ về quản lý giáo dục. Và cô đã từng làm cho Bộ Giáo dục Hoa Kỳ. Và cô ấy là chuyên gia chuyên phát triển để thay đổi chất lượng, nâng cấp chất lượng giáo dục từ cho những cộng đồng, cho những quốc gia, những vùng lãnh thổ bê trễ nhất trở nên dẫn đầu. Và cô ấy cũng là một trong những giáo viên để chấm, giáo viên chính, gọi là, không phải giáo viên, gọi là giám khảo chính để chấm cái giải giáo viên dạy giỏi toàn cầu. Cô ấy đầu quân về làm toàn phần cho cửa sổ vàng. Đấy. Và rất nhiều bộ não đắt giá về để thực hiện các ý tưởng của tôi. Đấy, tại vì tôi biết hạn chế của tôi là đàn ông, hạn chế của tôi là hói không đẹp dai, hạn chế của tôi là nói ngoan ngoắt. Thế bây giờ thì tôi sẽ đưa các thông điệp đấy vào cho ekip Mỹ, ekip Australia. Đấy. Có những thông điệp tôi để cho cái bạn gái đến từ Úc đây. Bạn Madison ấy. Bạn xinh không? Bạn chụp ảnh lên các mẹ tưởng man canh. Đấy. Thế thì đấy là cái người mẫu đấy, hình mẫu. Cô là người mẫu đấy, là hình mẫu để cho bọn trẻ gái đẹp chưa, xinh chưa. Các mẹ cũng thích xinh, bố còn thích nữa. Đấy, ngắm thì ngắm xinh kiểu đấy. Đấy, để làm. Thì cái cộng đồng đấy là cộng đồng phi lợi nhuận. Đấy, thì các bạn đang xem ở đây này, tất cả đều được lấy cái đường link đấy gửi cho các gia đình. Bây giờ có hơn 17.000 gia đình rồi, thì có nghĩa là chắc là số trẻ thì sẽ được lên gấp đôi. Tiếp cận vào chương trình dạy con tại nhà. Chương trình này là chương trình tầm cỡ quốc tế và chương trình cực kỳ đắt giá. Tôi đầu tư rất nhiều tiền. Tôi đầu tư rất nhiều tiền từ trước dịch coronavirus. Tôi đầu tư hàng trăm ngàn đô la vào nó rồi. Những nhân sự của tôi là trả lương theo giờ. Những chương trình đắt giá của tôi. Hãy trân trọng nó. Và hãy chia sẻ. Và hãy để con trẻ đánh giá. Hỏi con có thích không? Nó không thích mai xóa đi. Nó thích thì mở tiếp. Nhưng hãy tin con bạn. Nó sẽ khôi phục lại năng lực tiếng Anh cho con bạn. Vì cái cách chúng tôi cho con bạn tiếp cận tiếng Anh và hiểu tiếng Anh rất dễ, và nó thích tiếng Anh. Chứ nó không sợ học tiếng Anh như là trở đi trung tâm. Đấy, rồi bị sát hạch, rồi bị chấm điểm nha. Thế nên là còn một cái chương trình nữa là cộng đồng khởi nghiệp tại nhà. Đấy, thì tiền bạc nó lên mây điện toán hết rồi, nó lên online rồi. Và hãy chia sẻ về trang của mình và hãy comment sau khi học để cho nó nổi lên đây. Nó cũng như là một lời động viên Dr. Cương để tôi làm tiếp những chương trình hay cho bạn. Còn những bạn có con nhỏ thì được quyền bấm vào cái đường link là khám phá bí mật giai đoạn cửa sổ vàng nhé. Để khỏi lỡ tuổi thơ của con rồi gom vàng không bù được. Chúng ta phải định hướng, chúng ta tạo ra con cái và chúng ta phải định hướng cho con cái. Cha mẹ phải là một cha mẹ kiến tạo, chứ chúng ta không thể bỏ bê con cái được. Để cho ma dẫn lối quỷ đưa đường, chúng ta thấy là các bạn gái lớn học đại học rồi về đấy, nhà có công có việc, nó xa rời dòng tộc. Cái gì nó cũng chụp, nó cúng phây rồi nó selfie ướt hẹo thôi. Đấy, rồi nó chat chặt, nó không nói chuyện với các em, trong gia đình không chơi với nhau.
Đấy. Ông bà già thì lạc lõng, chúng ta bị lạc trôi, chúng ta bị lạc lõng, ma nào dẫn đâu. Đấy. Internet với những thông tin sai lệch, cách tiếp thu thông tin sai lệch. Tôi nhắc lại, công thức cổ điển nhất để tạo ra tri thức con người là đọc, viết nhá. Rồi thì lúc bé là nghe này, nói này, xong lại đọc này, rồi viết, rồi xem, rồi mới tập làm, rồi mới làm. Thì bây giờ lại đi bỏ qua tất, con mình chưa biết nói, ông đã cho xem, nó mới chết ở chỗ đấy, lạc trôi hết rồi. Và tôi nhắc những người đàn ông, đến năm 35 tuổi các bạn còn nghèo, thì đấy là một điều đáng tiếc, một điều đáng xấu hổ. Hãy biết nhục, không phải nhục với tôi, không phải nhục với vợ, hãy nhục với bản thân bạn. Vì trong mỗi con người có hai con người, một thằng tốt, một thằng xấu, một thằng khôn, một thằng ngu. Bạn đang hướng cái thằng xấu xa, hút những cái thứ xấu xa về để cho thằng ngu xem, đúng không? Đến năm 35 tuổi đó là vẫn nghèo, đó là tại mày. Còn đến năm 40 tuổi là mỗi người phải chịu trách nhiệm cả về khuôn mặt, mặt dữ dằn, mặt hống hách, mặt gia trưởng, mặt đều giả, mặt hèn, mặt nhút nhát, mặt yếu đuối, mặt gian như cháy, đúng không? Đấy là lỗi chúng ta hết thôi. Tại sao chúng ta lập gia thất, đẻ ra những đứa con mà chúng ta lại từ chối lập nghiệp? Cơ nghiệp gần như là số 0. Có thật bạn không lập nghiệp không? Tôi chỉ thấy rằng hầu hết là các bạn không lập nghiệp cho bản thân mình, nhưng các bạn đang đi lập nghiệp cho người khác. Nếu các em không chịu thực hiện ước mơ của cuộc đời mình, thì các em từng ngày đang đi xây ước mơ cho người khác. Những người đi shipper đấy, những người đi shipper đấy chính là những người thợ xây nhà online cho những mẹ bỉm sữa học trò của tôi. Đấy, học cho lắm vào, đúng không? Học cho lắm vào mà tại sao lại lập gia thất mà nhất định không lập nghiệp, hoặc lập nghiệp một cách ngu xuẩn, lập nghiệp một cái cách là không thèm xem, không thèm nghe, không thèm đọc, không thèm học, bố mày tự làm. Nói làm thế thì trả giá khốn khổ, khốn nạn, nợ nần chồng chất. Kinh nghiệm thì toàn là nghiệm lại mà kinh. Đấy, không có tư duy giàu có, không có tư duy thịnh vượng. Vốn không phải là tiền mà vốn là thiếu vốn từ thịnh vượng, thiếu cộng đồng để cống hiến tài năng. Đúng không? Làm sao tìm được cái nơi để cống hiến tài năng khi mà cứ sấp mặt, cắm mặt vào cái điện thoại đến tận 2-3 giờ sáng để xem những cái nhảm nhí ấy được. Tôi kêu gọi các chàng trai đấy, thức tỉnh lên đi, tỉnh ngộ lên đi, vì chính bản thân bạn. Đúng. Vì con bạn, vì vợ bạn, vì gia đình của bạn, vì bố mẹ của bạn, bạn đã giúp được cái gì chưa? Đó. Nên là gì? Tôi một lần nữa tôi nhắc lại, nếu những thứ tôi chỉ bạn không làm bạn tốt hơn thì thôi thách bạn đi tìm cái gì tốt hơn. Và câu cuối cùng là tôi muốn nói là nếu bạn muốn như thế thì hãy sống như thế, đó là một thách thức. Hãy sống như là bạn mong muốn trở thành. Còn nếu bạn không tin tôi mà bạn vẫn có lý sự của bạn, bạn không tin các triết lý, thì nếu bạn muốn như thế, bạn cứ sống như thế đi. Đấy. Còn nếu bạn khát vọng thì cũng đừng sốt ruột, nhanh như giá đỗ, cũng phải 3 ngày sau nó mới được ăn. Nên là gì, lượng đổi chất nó mới đổi. Bây giờ lượng đổi rồi, lượng cạn kiệt tiền mặt rồi, nhưng mà vẫn không chịu chuyển động lên đi, thức tỉnh lên đi nhá. Đêm nay có thể lại rất nhiều người không ngủ, vắt tay lên trán mà suy nghĩ nhá. Hãy ước mơ giàu có. Tôi ở đây để giúp các bạn. Goodbye and good night. Thank you.